Dạ, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Video này em thực hiện vào buổi chiều. Hôm nay là ngày Tết Trung Thu quý vị. Em đang đi trên con đường này, đó là con đường Tô Hiến Thành. Hướng này di chuyển thì sẽ ra giao lại với vòng xoay ngã 7. Còn này bên tay phải vị là cái tòa nhà Hút Điếu Đinh Nha Trang, nằm ở số 5 của con đường Tô Hiến Thành. Bây giờ ở các cái ngôi trường họ tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em học sinh. Tối nay sẽ rộn ràng tiếng trống lăng trên một số tuyến đường trung tâm. Đây có một đội lăng nữa này vậy. Đó, chuẩn bị đi, đang mua bánh mì để ăn, để chuẩn bị lấy sức để đi múa. Lúc đây là giao giữa con đường Tô Hiến Thành với con đường Lê Thánh Tôn. Trước mình quý vị là một xoay ngã 7. Tối hôm qua trời rất đẹp, không có mưa. Tối nay trời, giờ này trời có vẻ âm u nè. Không biết là tối nay có mưa hay không. Đoạn này bên tay phải vị là những hình ảnh của ngôi trường trung học cơ sở Thái Nguyên ngày nay. Trước nó là trường Nữ Hiền Trân Nha Trang, và hiện tại ngôi trường này đã đập bỏ hoàn toàn hết để mà xây lại ngôi trường mới vậy. Hầu như là đập hết rồi, hiện tại chỉ còn cây xanh thôi, giờ là thành một bãi đất trống rồi. Trường sẽ tạm thời đặt tại địa chỉ 56A của đường Lê Đại Hành. Bây giờ là ngôi trường cũ này đập hết. Phía trước nó là ngôi trường Nữ Hiền Trân Nha Trang, một ngôi trường dành cho nữ sinh. Đây là con đường Nguyễn Chánh giao với con đường Đinh Tiên Hoàng này. Con đường Nguyễn Chánh này lúc trước nó là con đường Nguyễn Tri Phương. Đây là đường Nguyễn Chánh giao với đường Hoàng Hoa Thám. Chỗ này là một cái khách sạn Hải Âu 3 sao trên con đường Nguyễn Chánh. Góc đây là đường Trần Hưng Đạo giao với con đường Nguyễn Chánh ngày nay. Đi thẳng thì quý vị sẽ ra giao lại với đường Trần Phú, con đường biển. Và bây giờ em rẽ qua đây là những hình ảnh của đường Trần Hưng Đạo nè.
Vị trí này là trung tâm giáo dục thường xuyên của Khánh Hòa. Bên tay phải vậy, nằm gần với ngôi trường tiểu học Lộc Thọ nữa. Ở góc này là đường Tận Đạo giao Lý Tự Trọng vậy. Bên kia là tòa nhà Gold Coast, hai tòa tháp đôi cao 40 tầng. Vị trí số 1 của đường Trần Hưng Đạo, cổng chính của tòa nhà Gold Coast. Ở đây cũng có đoàn múa lân, tí nữa sẽ múa ở đâu khu vực đây á. Có thể tí nữa sẽ múa chỗ tòa nhà Gold Coast đó. Giờ này anh chưa có múa đâu. Chờ múa coi. Là ngon ở đây, là ngon không có múa đâu, là ngon để tối à. Và chứng hình của quý vị các bạn, đây là những hình ảnh của con đường Pasteur. Ngày xưa là con đường Phan Thanh Giản, một trong những con đường rất đẹp với những hàng muồng và hàng phượng vậy. Ngày xưa thì Tết Trung Thu là làm đèn Trung Thu là tự làm bằng những cây tre, cây le, tự tạo thành những ngôi đèn, ngôi ông sao. Còn thời nay hiện đại quá, đủ các loại đèn hết, đa số là các loại đèn điện, không có chơi rằng đèn cầy như ngày xưa nữa. Xưa là đèn Trung Thu là đèn cầy ông sao, rất là dễ thương, rất là dân dã bình dị. Chứng hình quý vị là cái vòng xoay của con đường Lê Lợi với con đường Pasteur. Bên tay phải là đi qua đường Lê Lợi hướng ra biển, ra giao lại với đường Trần Phú vậy. Và khu vực này là bên tay trái vậy là công viên Thiếu Nhi. Hiện tại thì bên công viên Thiếu Nhi và công viên Yến Phi hình như là có diễn ra cái lễ hội ẩm thực hay sao vậy, các gian hàng nông sản hay sao á, hội chợ nông sản, trầm hương nè, rồi trái cây các loại, dưa nè, táo nè, mứt. Có bưởi, xoài, đặc biệt là sầu riêng, có cả sầu riêng Đắk Lắk nữa vậy. Đây có nhà hàng Savinet của Khánh Hòa nè. Rồi một số món ăn vặt, một số gian hàng ăn vặt
thấy sầu riêng Khánh Sơn mà thấy sầu riêng của Đắk Lắk. Ở chỗ này là ăn vặt nè, bên công viên Yến Phi. Phố đi bộ chợ đêm, có các loại nước giải khát. Có gà nướng lu nữa hả? Phiên chợ đêm trưng bày giới thiệu các sản phẩm của Khánh Hòa. Ở đây là giao lại với con đường Phan Chu Trinh. Chúng hình quý vị là con đường Trần Phú, con đường biển giao với đường Phan Chu Trinh. Bên kia là khu vực phổ biển. Cũng có vẻ sóng hơi êm, có nhiều người tắm. Ở này các cái món đèn trung thu nhỏ nhỏ dễ thương này được nhiều người ưa chuộng à. Cầm đèn trung thu to quá nó cồng kềnh, nhỏ nhỏ dễ thương hơn. Hiện tại thì trời rất là âm u luôn á, mây đen rất là nhiều, không biết có mưa hay không nữa. Biển có đoạn Ngũ Lân kìa. Đang đi trên con đường Trần Phú vậy, con đường biển tuyệt đẹp của thành phố Nha Trang ngày nay. Đoạn này bên tay phải vậy là biển Bát Tơ Nha Trang. Di chuyển thẳng theo hướng này là sẽ tới trung tâm quảng trường 24, tháp Trầm Hương của Nha Trang. Chở nghiêm một chiếc xe lôi bún. Chỗ này là bảo tàng của Khánh Hòa, gần ngay góc của đường Nha Sen với con đường Trần Phú. Đây là những hình ảnh của con đường Dây Sen. Hướng này đường Dây Sen là di chuyển lên khu vực vòng xoay Mão Vòng. Ở ngay vị trí này có đoàn lân này, chắc là có thể họ sẽ múa chỗ khách sạn White Palace Hotel này. Không biết khi nào múa, chuẩn bị rồi. Bây giờ muốn xem múa lân là đứng ở các khách sạn và những cái tòa nhà cao tầng, ví dụ như tòa Vincom cũng có múa lân. Đây là tòa Nha Trang Palace, khách sạn này nằm trên đường Nha Sen. Có vẻ như chưa có múa đâu.
dễ kẹt xe vậy? Rồi giao thông có vẻ rối loạn. Qua đây hả? Qua chỗ tòa nhà con cót chờ coi múa lăng hả? Solento. Rồi giao thông có vẻ như rối loạn quá vậy ơi. Xe khá là đông. Kẹt xe rồi. Xe ngã tư đường dây sen Trần Hưng Đạo với Bắc Tơ. Ô tô quá là nhiều luôn. Cao điểm mà con đường Trần Hưng Đạo qua rất là nhiều xe ô tô luôn. Wow. Xe rồi. Oh, sao tự nhiên xe ô tô nhiều như vậy? Bên con đường bên tòa nhà quanh cốt quá. Chờ đợi xem múa lăng. Không biết khi nào múa. Dưới trung tâm thương mại của tòa nhà con cốt này có vẻ như cũng khá là đông du khách mua sắm và dạo chơi này. Con xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú chị các bạn đã xem video nhé. Xin mến chào quý vị các bạn ạ.